Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như Ý xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, và đây là bản tin thời sự trong ngày hôm nay của chúng tôi. Người Nhện xuất hiện trong buổi chiều ít trùng với Đức Thánh Cha Phanxicô. Mattia Villardita, một người Ý 28 tuổi, đã hóa trang thành người nhện tham dự buổi chiều ít chung tại Vatican hôm thứ Tư 23 tháng 6. Những người tham dự buổi chiều ít hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô vào hôm thứ Tư và những người theo dõi qua buổi phát trực tiếp đã rất ngạc nhiên khi thấy ngồi giữa đám đông một người đàn ông mặc trang phục bó sát màu đỏ và xanh, được trang trí bằng một mạng nhện màu bạc, đang ngồi giữa đám đông. Người đàn ông mặc trang phục kỳ lạ này là Mattia Villardita, 28 tuổi, người Ý. Anh thường hóa trang thành nhân vật trong truyện tranh để thăm trẻ em bị bệnh tại các bệnh viện trên khắp đất nước. Anh nói với thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, rằng tôi cố gắng giảm bớt phần nào sự đau khổ của các bệnh nhân trong bệnh viện. Villardita đắc trẻ em ở quảng trường Thánh Phêrô. Năm ngoái, Villardita đã được trao tặng huân chương của Cộng hòa Ý, một vinh dự được Tổng thống Ý đích thân trao tặng vì những hành động của anh như một anh hùng hàng ngày. Anh nói với CNA rằng anh có một công việc hàng ngày, nhưng anh sử dụng thời gian rảnh của mình để ăn mặc và đi thăm các bệnh viện. Và tại sao lại là người nhện? Đó là nhân vật yêu thích của tôi từ khi tôi còn nhỏ, anh giải thích. Tất cả điều này bắt nguồn từ một câu chuyện cá nhân, anh nói. Tôi đã là một bệnh nhân trong suốt 19 năm tại Bệnh viện Nhi khoa Gaslini ở Genoa, bởi vì tôi sinh ra đã bị dị tật bẩm sinh. Khi còn nhỏ, Villardita đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và dành nhiều tháng để phục hồi trong phòng bệnh. Và kinh nghiệm đó đã giúp tôi giúp đỡ những bệnh nhân này và gia đình của họ. 2 năm trước, Villardita đã khởi động dự án của mình có tên là Siêu Anh Hùng Trong Các Nhà Thương. Một số bạn bè của anh cũng tình nguyện tham gia với anh và cũng hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng. Đợt bùng phát Covid-19 năm ngoái không làm anh ta chậm lại. Khi nước Ý rơi vào tình trạng cấm vận nghiêm ngặt, anh đã tạo ra một dịch vụ gọi điện thoại video để trẻ em vẫn có thể gặp và nói chuyện với siêu anh hùng yêu thích của chúng. Anh đã thực hiện hơn 1.400 cuộc gọi video trước khi đích thân trở lại thăm các bệnh viện vào tháng 12. Khi bắt tay với Đức Thánh Cha Phanxicô, người nhện đã kể với Đức Thánh Cha về nỗi khổ của những người trẻ và gia đình của chúng mà anh ấy nhìn thấy hàng ngày. Được bắt tay Đức Thánh Cha là một khoảng khắc thực sự rất xúc động, anh nói. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.